Rồi, xin báo với quý vị một tin vui là bây giờ chúng ta đã có cái bộ từ điển Bách Khoa Toàn Thư rồi. Và đây là cái khi mà dịch ấy, là chúng ta đã dịch xong cái quyển này rồi nha, đã dịch xong quyển này rồi và kinh phí cũng đã đủ để chúng ta trả cho bên dịch thuật, tức là kinh phí đã đủ cho quyển này rồi và quyển này cũng đã dịch xong trong thời gian ngắn nhất. Sắp tới là sư sẽ xuất bản và quý vị sẽ có trên tay được một quyển như thế này, có thể tải miễn phí. Và chúng ta còn như đây, con đường chúng ta cần phải đi. Đây là quyển 1 và quý vị thấy là chúng ta còn một bàn như đây là còn 7 cuốn để cần phải dịch nữa. Và sau khi dịch xong thì chúng ta sẽ hoàn tất bộ từ điển Bách Khoa Toàn Thư. Đó là về phần Bách Khoa Toàn Thư. Còn chú giải thì xin báo cho quý vị tin mừng là quyển chú giải chúng ta đã dịch được khoảng 1/3 quyển chú giải này rồi. Và về kinh phí thì chúng ta cũng đã đủ kinh phí để dịch xong cái quyển chú giải này. Quý vị biết là chỉ trong vòng chưa, để coi trong vòng hơn 4 đến 5 tháng mà chúng ta đã dịch xong quyển chú giải này rồi, thì quý vị thấy tốc độ cũng không có chậm chút nào hết ha. Và tin mừng là chúng ta đã đủ kinh phí để dịch xong quyển chú giải này. Và phần còn lại chúng ta cần phải làm lại nhiều đây. Hey, đây, đã trên từ trên xuống dưới. Con đường còn rất là xa và sư mong quý vị sẽ đồng hành cùng với sư để chúng ta có thể dịch xong bộ Tam Tạng chú giải.